Ecomax xin chào anh chị ạ. Hôm nay Ecomax xin giới thiệu tới anh chị dòng sản phẩm máy hút chân không tới từ thương hiệu của Bluestone với mã sản phẩm là VSB-2735. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào ạ. Như anh chị đã thấy thì bên trong gồm có quyển sách hướng dẫn ạ. Và túi hút chân không ạ. Kèm thì sẽ có dòng túi nhám chuyên dụng để dành cho hút chân không ạ. Bên trong thì gồm có dây đệm dự phòng. Khi mà mở hộp ra thì bên ngoài sẽ được bao bọc bởi hai lớp bìa cắt tông để chống chảy xước. Bên trong thì gồm có một lớp ni lông ạ. Với công suất lên tới 130W, tiết kiệm điện năng khi sử dụng ạ. Chất liệu của vỏ máy thì được làm từ nhựa cao cấp và thép không gỉ ạ, sang trọng và rất bền bỉ. Có thể chọn chế độ hút thực phẩm khô hoặc ướt ạ. Dây thì dài khoảng 1 mét ạ. Dây dài khoảng 1 mét. Bảng điều khiển thì bằng tiếng Việt, rất dễ sử dụng ạ. Đây. Khi mở thì anh chị có thể ấn hai nút bên cạnh ra, hai nút bên cạnh ở ngoài ra. Đây. Và khi đóng lại thì anh chị chỉ cần dí chặt là đã sử dụng được rồi ạ. Bảng điều khiển bằng tiếng Việt. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua trên trang web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 178586. Ecomart trân trọng cảm ơn ạ.